Phải chi cáp xê có món Hàn Quốc hả? Có chứ. Nhà xuất BBQ từ Hàn Quốc nha. Sốt tương thật ngọt ngào, bay sang thì giòn cay. Cáp xê ẩm thực du ký đưa bạn đến xứ kim chi với gà sốt BBQ Hàn Quốc mới để cảm nhận vị sốt ngọt ngào cùng vẫy gia vị giòn cay. Oppa, chọn năn là chút xíu. Kêu điểm đến tiếp theo ở đâu? Vị ngon trên từng ngón tay.